Chào mừng các bạn đã đến với kênh của chúng tôi và sau đây là những nội dung mới nhất trong ngày. Mời các bạn cùng chú ý và theo dõi. Rõ tin Dương Mịch từ chối Ngụy Đại Huân tái họp với Lưu Khải Uy. Dương Mịch và Lưu Khải Uy được cho là muốn tái họp sau 2 năm đường ai nấy đi, tuy nhiên lại không có nhiều người ủng hộ điều này. Dương Mịch và Lưu Khải Uy từng yêu nhau lãng mạn, nhưng lại sớm ly hôn chỉ sau thời gian ngắn chung sống. Đến nay cũng đã được 2 năm kể từ khi họ công bố đường ai nấy đi, song mới đây lại xuất hiện tin đồn tái họp. Theo truyền thông xứ Trung, cặp đôi một thời này được bắt gặp khi đi chung với nhau. Thậm chí cả hai còn bị chụp lại hình ảnh khi cùng đi mua nội y. Báo giới nhận định rằng chỉ có những cặp vợ chồng hay người yêu mới cùng nhau làm điều như thế. Cùng với đó có thông tin cho rằng Lưu Khải Uy ký hợp đồng với bộ phim mới do Gia Hành sản xuất và nữ chính lại là Dương Mịch. Đây không phải là lần đầu tiên cặp đôi vướng tin đồn tái họp. Trước đó theo trang Sohu, Dương Mịch đã chia tay với tình trẻ Ngụy Đại Huân vì không hài lòng khi chuyện tình cảm bị lợi dụng. Nữ diễn viên tam sinh tam thế Thập Lý Đào Hoa còn được cho là sẽ tạm dừng công việc một năm và tái hôn với chồng cũ Lưu Khải Uy. Thông tin này nhận được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Một số người tỏ ra ủng hộ nếu như cặp đôi quay lại với nhau. Tiểu Nhu Mệ chỉ mới 6 tuổi và đây cũng là khoảng thời gian mà cô bé cần đến sự chăm sóc, yêu thương đầy đủ từ cha lẫn mẹ. Tuy nhiên, một số khán giả lại cho rằng cặp đôi gương vỡ lại lành chỉ vì cô con gái thì cũng không quá cần thiết. Chưa kể hiện tại, nữ diễn viên Họa Bì được nhiều người ủng hộ khi ở bên Ngụy Đại Huân. Không có lý do gì khiến nữ diễn viên phải quay lại với cuộc hôn nhân vốn có nhiều rạn nứt bất đồng như thế. Netizen bình luận, Dương Mịch cặp Ngụy Đại Huân mà tái hợp thì ở đây. Thôi đừng quay lại làm gì, nếu thật thì cũng sốc lắm đây. Ôi lại còn đóng chung phim à, trông kỳ cục thế. Hiện tại cả Dương Mịch và Lưu Khải Uy đều không lên tiếng về tin đồn tái hợp. Nhiều người vẫn cho rằng đây dường như cũng chỉ là suy đoán vô căn cứ của cư dân mạng mà thôi. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin tiếp theo.